tôi dùng tôm hùm cơ khí để đánh bắt ven thu miệng. hoạch đầy ấp tiếp theo tập trước nghe thấy ông nội bảo tôi trả tiền phạt trước tôi trực tiếp trừng mắt nhìn đối phương Ồ, cậu không phải là nhà vô địch lần trước sao có mấy người đi tới đây là những người thực thi pháp luật gặp ở bãi biển lần trước đúng 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 chính là tôi là như thế này tôi vội vàng giải thích với mấy vị lãnh đạo ý cậu là họ thấy cậu bắt được nhiều cá nên tưởng cậu đang đánh bắt trộm cho nên mới bắt trước nên bị bắt còn muốn cậu đến nộp phạt nếu không sẽ nói ra chuyện cậu cũng đánh bắt trộm đúng không Đúng rồi, tôi không có đánh bắt trộm. Là họ tưởng thôi. Ồ được rồi, chúng tôi tin cậu không đánh bắt trộm. Dù sao một nhà vô địch câu cá biển cũng không để nỗi vì chút tiền nhỏ đó mà đem sự nghiệp ra đùa giỡn. Cảm ơn sự thông cảm của các anh. Cuối cùng, ba người lỡ siêu mỗi người bị phạt 3.000 tệ và tịch thu. Lời đánh cá cuối cùng cũng lấy ra được. Tất nhiên số tiền này tôi không phải trả. Là người nhà của họ tự đưa. Xử lý xong chuyện này, tôi liền cùng Tuyết Lý đi bán cá ở cổng trường. Hai ngày nay thu hoạch không tệ. Mỗi ngày đều có một hai nghìn tệ. Và theo thời gian đến ngày mùng 3 tháng 4 âm lịch, mùa cá năm nay chính thức bắt đầu. Cuối cùng cũng có thể ra biển đánh bắt cá ngày rồi. Ngày này vô số tàu cá lao ra biển lớn. Tôi và Tiết Lý ra khỏi biển nội, liền không theo đại bộ đội mà một mình đi đến một vùng biển. Còn một bên khác, mười mấy chiếc thuyền gỗ của người cùng quê, cũng đang đánh bắt ở gần bờ. Bên cạnh thuyền của Khánh Triều nhà hàng xóm và con trai Mộng Lâm của anh ta mở màn trước. Một mẻ lời kéo lên một con cá đầu quỷ nặng 20 cân làm hai người vui mừng không thôi ngoan ngoãn con cá to như vậy chắc phải bán được hơn nghìn tệ nhỉ tiếc là họ không biết giá cá đầu quỷ nếu không chắc chắn không cười nổi còn hai người kéo hết lưới lên cũng chỉ mười mấy con cá một hai cân và bốn năm con qua khoảng cách với dự tính của họ quá lớn không phải nói một mẹ lưới xuống là mấy trăm cân cá sao chỉ có chút này thôi thực ra họ không biết thu hoạch như vậy đối với ngư dân bình thường là rất bình thường đây còn là họ có chút kỹ thuật đánh bắt cậu xem những người hoàn toàn không có kỹ thuật đánh bắt kia chỉ có một hai con cá và mấy con ốc biển tất nhiên cũng có một số người may mắn đặc biệt tình cờ gặp được đàn cá chính là con trai và cháu trai của ông nội tôi thấy từng con cá một được kéo lên thuyền hai người cười tít mắt ha 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 tiểu ninh nhanh tay gỡ cá ra tân tiểu dũng có là gì chứ hai ngày nữa chúng ta cũng sắm biệt thự rồi mua thêm xe sang khi đến giờ trở về cảng mấy người ở quê trở về bến tàu bán cá nhìn mấy người họ chưa đầy một thùng đại cường và tiểu minh rất kiêu ngạo các người không được rồi, sao chỉ bắt được chút ít vậy? những người khác rất buồn bực. dù sao tên đại cường này cũng bắt được bốn năm chục cân, nói những người khác không biết thì cũng bỏ đi. khánh triều, khánh mục mấy tay đánh cá lão luyện này cũng chỉ có hai ba chục cân trở lại, điều này khiến nụ cười của họ cũng hơi gượng gạo. Miễn cưỡng khen ngợi vài câu, thôi đi bán cá vậy. thực ra thu hoạch của khánh triều họ mới là bình thường, còn kiều bội thu như đại cường, thân túy là gặp may mắn thôi. cấm biển lâu như vậy, trong biển nổi cũng xuất hiện đàn cá, vừa vặn bị anh ta gặp phải. Còn những dân làng không biết thả lưới kia Cũng vì nguồn lợi không tệ Nên bắt được vài con cá Chứ nếu là trước đây Chắc chắn là trắng tay Khi những người cùng quê bán cá Lại gặp phải một vấn đề Rất nhiều loại cá họ không nhận ra Đừng nói đến giá cả Muốn bày sạp thì không thể bày được Đành phải bán giá rẻ cho người bán dạo Cá vược, cá mú gì đó 20 đến 30 tệ một cân Cá hồi, cá kiếm loại này chỉ mười mấy tệ một cân Ta nhận hơn là cá đầu quỷ chỉ cho hai tệ một cân Khánh Triều và Mộng Lâm đều khá thất vọng Khó khăn là mời bán hết cá Mọi người tụ tập lại Thảo luận mỗi người bán được bao nhiêu tiền Đại Cương, Tiểu Minh bán được 1.100 tệ Khánh Chiêu, Khánh Mục mấy người họ kỹ thuật tốt bán được 400 tệ Nghe thì không ít Nhưng tiền này phải chia cho hai người Nên trừ đi tiền xăng cũng chỉ hơn 100 tệ Còn những cặp cha con kỹ thuật đánh bắt kém Chỉ bán được 5 chục tệ Trừ đi tiền xăng, mỗi người mười mấy tệ Lúc này ông nội thấy con trai và cháu trai thành tích tốt nhất Ở bên cạnh nói chuyện phiếm Được rồi, lần đầu ra biển có thu hoạch này cũng không tệ rồi Học thêm đại cường cách thả lưới Ngay kiếm vài ngàn tệ vẫn được mà Mọi người nghĩ lại Cũng là lần đầu ra biển Vẫn chưa quen môi trường Sau này từ từ quen rồi Chắc chắn sẽ vượt qua tôi Thế là mọi người lại đầy tin tưởng Lần lượt vây quanh đại cường Khánh Triều và những người khác hỏi Han về vấn đề đánh bắt Sau khi phát hiện mục tiêu cá tầm bằng tôm hùng cơ khí Tiểu Dũng lập tức dùng bộ đàm chỉ huy gọi cho thiết lý Lệch trái 15 độ Tiến lên phía trước 300 mét sau đó con thuyền dừng lại ở vị trí tôi chỉ định vẫn là quy trình đó ném mồi thả cần câu cuối cùng là kiên nhẫn chờ đợi hiệu quả của việc đóng cửa biển mấy tháng nay vẫn khá tốt đàn cá lớn có thể nhìn thấy ở khắp nơi hàng trăm con chim biển tụ tập trên mặt biển để săn mồi nhưng cũng có một số con chim biển xui xẻo không săn được mồi ngược lại còn bị một số con cá lớn săn đuổi ngay khi chúng tôi đang xem một cách thích thú đột nhiên hai cần câu cùng lúc cong xuống không cần nói nhiều lập tức rút kéo ra cắt đứt một sợi dây câu sau đó giữ chặt tần câu còn lại và kéo co với con cá lớn trong tình huống câu được cá cùng lúc như vậy đừng phân vân suy nghĩ cần câu nào có con cá lớn hơn nếu cắt dây không kịp sẽ dẫn đến đứt dây cả hai con cá đều mất ôi trời sức kéo của con cá này hơi mạnh đấy tiết lý mau qua đây giúp một tay tiết lý đã sẵn sàng từ trước nghe thấy lời tôi vội vàng chui vào lòng tôi có sự tham gia của tuyết lý tôi đỡ tốn nhiều sức anh tiểu dũng chặt quá nới lỏng một chút nhìn thấy dây câu càng lúc càng căng tuyết lý rất lo lắng dây sẽ đứt Tất nhiên tôi cũng biết những điều này. Cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ kéo co với con cá lớn, đối phương rốt cuộc cũng bị tôi kéo lên mặt nước, là một con cá ngừ vây xanh dài 185 cm. Sau đó tôi kéo con cá ngừ vào mạn thuyền. Thiết lý dùng súng bắn cá bắn chính xác vào đầu nó. Như vậy, con cá ngừ đầu tiên của mùa cá mới đã bị chúng tôi câu lên. Anh Tiểu Dũng, anh cảm thấy con cá này đáng giá bao nhiêu tiền? Chắc khoảng 13.000 tệ. Chưa đi chi phí 8.000 tệ cho chuyến đi biển này, chúng ta vẫn có lãi, thật là một khởi đầu thuận lợi. Sau khi cho cá ngừ vào khoang đá, Tiết Lý đi nấu ăn, con tôi thì đến buồng lái nghỉ ngơi. Tiện thể xem tình hình dưới đáy biển, xem những con cá ngừ còn lại có bị dạ chạy không. Ông chủ Tân, anh vừa câu được con, cá gì vậy, chất lượng thế nào, không biết từ lúc nào gần đó xuất hiện một chiếc tàu đánh tôm, gửi tin nhắn qua vô tuyến. Là một con cá ngừ vây xanh, chất lượng tạm được, còn các anh thu hoạch thế nào? Cũng được, hơn nghìn cân tôm tít. Anh Tiểu Dũng ăn cơm thôi, sau khi ăn xong, chúng tôi lại tiếp tục câu cá. Chiếc tàu đánh tôm kia vẫn đang làm việc ở đó. Buổi chiều câu cá có thể nói là rất thuận lợi. Trước tiên là câu được một con cá ngừ vây xanh, ngay sau đó lại câu được một con cá ngừ mắt to nặng 150 cân. Ôi, anh chàng này câu cá giỏi quá. Trước đây chỉ nghe nói qua thôi, con tưởng là nói khoác. Không ngờ hôm nay tận mắt chứng kiến, của nhiên danh bất hư truyền. Ngày đầu tiên của mùa cá mới đã kiếm được mấy chục triệu. Vì quá mệt. Sau khi ăn tối xong, tôi và Tiết Lý liền đi nghỉ sớm. Ngày thứ hai, tôi tiếp tục dùng tôm hùm tìm cá. Lần này phát hiện 6 con cá ngừ béo tròn. Từng con một đều to, ba con vây xanh, một con mắt to, hai con vây dài. Tiếc là xung quanh cũng không ít cá mập. Nếu muốn không làm động những con cá mập đó thì không thể ném môi, chỉ có thể ném lưỡi câu trực tiếp vào mặt cá ngừ. Vì vậy, tiếp theo hãy xem màn trình diễn của tôm hùm nhỏ. Chỉ thấy tôm hùm nhỏ lao về phía cá ngừ với tốc độ tối đa kéo theo mồi câu. Giữa trường có mấy con cá mập muốn chặn lại. Tôm hùm nè trái tránh phải, tránh những tên phiền phức đó. Cuối cùng đã thành công đưa mồi câu đến trước mặt cá ngừ. Cứ như vậy, lại một con cá ngừ vây xanh nữa bị chúng tôi kéo lên mặt biển. Nhưng con cá ngừ vây xanh này quá lớn, nặng 1 đến 200 cân. Khi đã bơi đến gần mạn thuyền, con cá này đột nhiên dùng sức mạnh, dây câu bị nó kéo đứt. Còn Tuyết Lý thấy vậy cũng vội vàng bắn súng cá. Do tay không giữ chắc, súng cá bị cá ngừ kéo xuống nước. Thấy tình hình này, Tuyết Lý sắp khóc qua. Dù sao đó cũng là khẩu súng cá sợi carbon trị giá 5.000 tệ. Đừng lo Tuyết Lý, con cá đó chưa thoát đâu. Tiết Lý ngẩng đầu nhìn lên, con cá người này nổi lên cách thân tàu hơn chục mét. Trên đầu vẫn còn cắm khẩu súng cá đó. Sau đó chúng tôi lái thuyền đến bên cạnh con cá ngư. Vớt nó lên. May mà không có chuyện gì. Anh Tiểu Dũng, em sợ chích khiếp. Người không sao là được rồi. Lần sau đừng nóng vội. Đừng mắc lỗi tương tự lần thứ ba. Cá chạy mất thì kệ nó. Nếu em bị kéo xuống biển thì sao? Biết rồi, lần sau em nhất định sẽ chú ý. Điều khiển tôm hùm nhỏ mang mồi cá tránh khỏi cuộc tấn công của cá mập. Nhanh chóng lao đến trước mặt cá ngư. Ngay sau đó một con cá ngừ vây xanh đã bị tôi câu lên bờ. Sau đó, tôi dùng cùng một phương pháp câu thêm ba con cá ngừ nữa. Khi đặt con cá ngừ cuối cùng vào khoang đá, đã là 10 giờ tối. Mặc dù dùng tôm hùm nhỏ để dò tìm, dưới đầy vẫn còn nhiều cá ngư. Nhưng tôi thực sự không còn sức để câu nữa. Hai ngày câu được 8 con cá là quá đã. Hơn nữa con nào cũng không nhỏ. Gần như đã tiêu hào hết sức lực của tôi. Thậm chí tôi còn không kịp ăn khuya mà ngủ luôn. Nửa đêm, trời bắt đầu mưa nhỏ. Tiết Lý đến phòng thuyền trưởng mà không đánh thức tôi. Nhẹ nhàng lái thuyền trở về cảng. Khi tôi tỉnh dậy, đã là 6 giờ dưới sáng. Tiết Lý, sao em không ngủ thêm chút nữa? Bây giờ về cảng à? Hi hi, chúng ta đã về cảng rồi mà. Có vẻ hai ngày này quá mệt. Ngủ quá say. Thật sự về cảng mà không biết. Bên kia, lão quan đã đợi ở bến cảng khi cá ngừ từng con được chuyển từ thuyền xuống lão quan cười rạng rỡ tân tiên sinh và tiết lý tiểu thư thật là giỏi đây là ngày thứ ba của mùa cá phải không đã đầy thuyền trở về rồi các bạn là thuyền đánh cá đầu tiên trở về cảng đấy sau đó lão quan và mọi người bắt đầu cân và đánh giá lúc này mộng lâm và những người thân cũ cũng mang cá về cảng nhìn thấy những con cá ngừ lớn tôi câu được trên bến cảng nhìn lại những con cá nhỏ trong thùng của mình Cảm giác như nước phải Trời ơi. ơi, những con cá này đều do Tân Tiểu Dũng và bạn gái cậu ấy câu Không thể giả được Trời ơi, chỉ là không biết bán giá bao nhiêu tiền Nửa giờ sau Lão Quan đưa cho tôi một tờ giấy để xác nhận Tôi xem kỳ giá cả Thấy không có vấn đề gì Sau đó Lão Quan đưa cho tôi một đống tiền Tân Tiên Sinh, tổng cộng là 95,3 tệ Xin mời xem qua, nghe đến đây Ông cụ và mọi người hít một hơi lạnh 95,3 tệ làm tròn là 100,0 tệ Tôi nhớ Lúc đó Tân Tiểu Dũng cùng chúng tôi ra khơi Hôm nay mới là ngày thứ ba. Hai ngày kiếm 100 phẩy không lại gì mà có thể mua nhà, mua đồng hồ, mua thuyền lớn. Khi tất cả cá được đặt lên xe, lão quan lại cười nói với tôi, Tân tiên sinh, không biết cậu có thể tăng sản lượng không? Nhiều cá như vậy vẫn chưa đủ dùng sao? Hi hi, với tôi thì đủ rồi. Là đại sư huynh của con trai tôi. Gần đây hỏi tôi còn hàng dư không? Anh ấy cũng muốn mở một cửa hàng hải sản. Anh bạn, chuyện này tôi bó tay rồi. Sản lượng không thể tăng được vì lần thu hoạch này cũng liên quan đến thời gian cầm đánh bắt cộng thêm việc gặp đàn cá ngựa dòng hải lưu đen nên mới bắt được nhiều như vậy trong hai ngày lão quan hơi thất vọng vậy v chỉ có thể từ chối yêu cầu của sư huynh con trai thôi chỉ là đứa trẻ đó quá tội nghiệp một mình làm mười mấy công việc nói chuyện còn có vấn đề sau khi lão quan đi tiết lý ông tiền quay lại thuyền chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi về nghỉ nhưng lúc này tôi lại bị người làng chặn đường tiểu dũng cậu đừng vội đi chứ có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi còn bận việc Cháu à, đừng trách chú nói khó nghe Khó nghe thì đừng nói Tuy có hơi khó nghe Nhưng chú vẫn phải nói Cháu kiếm nhiều tiền như vậy Giao cho một cô gái chưa cưới Cháu yên tâm mà, còn không bằng giao cho chú Chú nhất định sẽ giữ cẩn thận cho cháu Tôi trực tiếp mặt trong mắt Tôi thích thế đấy Thì sao nào, không có việc gì thì tôi đi đây Dù sao đây. hôm nay tiết lý cũng chưa ngủ được bao nhiêu Tôi còn phải nhanh chóng về giúp dọn dẹp đừng 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 ông cụ à ông có thể nói thẳng với tiểu dũng được không chúng ta vừa nói thế nào nhỉ khánh một vội nói được 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 tiểu dũng chú cũng không vòng vò nữa cháu thấy đó cháu kiếm được nhiều tiền nhỉ? có thể cho bà con làng mượn trước ít tiền không để chúng tôi cũng mua một chiếc thuyền lớn ra biển đánh cá không mượn nhiều đâu chỉ hai ba chục vạn thôi không cho mượn tiểu dũng à cháu đừng làm quá lên vậy chứ vài hôm nữa khi chúng tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cháu cháu cũng đâu thiếu chút tiền này vẫn là không cho mượn thế nhé tạm bia sao cháu lại thế chỉ có hai ba chục vạn thôi mà mượn vài hôm thì sao cháu còn là người làng chúng ta không vậy thôi được rồi các người không thấy mê đà sau này đừng đến làm phiền tôi nói nữa. xong tôi quay đầu đi lên thuyền tuyết lý đã dọn dẹp sạch sẽ gói hết rác rồi lại rồi tôi hơi ngại ngùng thật vất vả cho em rồi tuyết lý anh không sợ em là người ngoài cuốn hết tiền của anh đi à em cũng nghe thấy rồi đấy à Hi hi hi, đùa anh thôi, đi thôi, về nghỉ ngơi. Tôi dùng tôm hùng cơ giới để bắt cá ngư, thu hoạch được rất nhiều. Chỉ trong hai ngày đã bán được 100.000 tệ. Sau khi nghỉ ngơi một ngày ở nhà, chúng tôi đi học bình thường. Vì tuần này có nhiều tiết học, nên không ra biển xa, mà tận dụng nghỉ cuối tuần. Lúc 3 giờ sáng, lái thuyền mây lợi ra biển gần thả mồi. Lúc này tuyết lì lái thuyền, con tôi thì điều khiển tôm hùng nhỏ, tìm bầy cá ở đáy biển. Sau thời gian cầm đánh bắt, ở đáy biển khắp nơi có thể thấy cá lớn 10 đến 20 Nhưng như cân. Nhưng con cá giải rác này không phải mục tiêu cuối cùng của tôi. Dù sao thì lưới phụ 100m chỉ để bắt vài con cá Quá lãng phí Cứ thế sau khi thuyền mây lợi chạy một lúc Tôi phát hiện một đàn qua lớn Lập tức bảo tuyết lý dừng thuyền Rồi thả xuống năm lồng bắt qua Ngay sau đó chúng tôi lại lái thuyền mây lợi tiếp tục tuần tra Đột nhiên tuyết lý la lên Mau nhìn kìa anh tiểu dũng Bầy cá lớn quá Tôi ngẩng đầu nhìn Trời ơi, ngay cả tông hùng cơ giới cũng không cần dùng nữa Những con cá này đều lao lên mặt biển Hình như là bầy cá chuồn Tuyết Lý, mau đuổi theo đi Được rồi, Tiết Lý vặn ga động cơ đẩy thuyền may lợi nhanh chóng lao đi còn tôi thì thả lưới phụ xuống thực ra thả lưới phụ cũng rất đơn giản thuyền chạy là nó sẽ tự kéo xuống chỉ là phải chú ý tốc độ thuyền nếu quá nhanh thì lưới có thể bị rách nếu quá chậm thì có thể làm cá hoảng sợ bơi lung tung ảnh hưởng thu hoạch tuyết lý cũng là tay lái thuyền lão luyện rồi biết tốc độ nào là thích hợp cuối cùng bốn tấm lưới đành cả dưới sự phối hợp của tôi và tuyết lý chắn ở hai bên bầy cá bầy cá này quá lớn không thể bao vây hết được nhưng mà thiết lý đã lái thuyền đánh cá đi vòng tròn xua đuổi bầy cá tiếng gầm rú của động cơ khiến đàn cá ở tầng mặt biển từ tán chạy trốn có con may mắn tìm được lối thoát có con xui xẻo trực tiếp đâm vào lưới đánh cá bầy cá được gọi là bầy cá là vì chúng thích hoạt động theo đàn đại bộ phận bơi đi đâu thì số cá còn lại cũng bơi theo đó nên xua đuổi một hai lần là được còn lại chỉ cần dừng thuyền chờ đợi yên lặng đến 5 giờ dưới sáng thiết lý bắt đầu khởi động tờ kéo lưới lên Từng con cá liên tiếp được kéo lên. Những con cá này phần lớn dài khoảng 10 đến 20 cm. Tất nhiên trên lưới còn mắc thêm một ít loài cá khác. Ví dụ như hai con cá bơn. Cá bơn là một loại cá bơn xuất sắc hơn. Thịt mềm, ngon, tươi giói, hơn 30 tệ một cân. Hai con cá này đều nặng 5 cân. Thứ này hàng ngày nằm trên cát bùn đáy biển. Không thích cử động. Có thể bị chúng tôi bắt được cũng khá may mắn. Dù sao lưới phụ cũng không hạ xuống tận đáy biển. Sau đó bốn tầm lưới đều được kéo lên. Nhiều nhất là cá chim. Còn có một ít cá đồng đen, cá đồng vàng, cá vược, cá chẽm, cá mèo cát. Thu hoạch lớn thì thu hoạch lớn thật. Chỉ là gỡ cá ra rất phiền phức, nhưng nghĩ đến trên lời đó toàn là tiền. Dù tôi và Tiết Lý có mệt đến đâu, trên mặt cũng nở nụ cười. Tân Tiểu Dũng, trùng hợp quá. Cậu khóa. đang đánh bắt cá ở đây à? Tôi quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Trương hóa Trạng. Ồ sao vậy? Định về rồi à? Ừ, bắt được một con cá kim tuyến lớn. Định mang về xem bán được bao nhiêu tiền. Trương hóa trạng cười lộ hàm răng to. Con cá kim tuyến này dài hơn 30cm. Trên thân đỏ còn có mấy đường vân Lão Trương, con cá này không tệ đấy Đương nhiên rồi, đây là cá kim tuyến hồng Loại này không thường thấy Một cân có thể bán đến 40 tệ Vậy hôm nay thu hoạch của anh cũng được đấy Nói chuyện một lúc, Trương Hóa Trạng cười xấu hổ Cá trên lưới của tôi không đáng kể So với hai người không thể so được Tôi phải về bán cá đây Trương Hóa Trạng như bị kích thích mà rời đi Cậu nói tôi thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi Tự tìm phiền phức cho mình Còn chúng tôi mất một tiếng rưỡi cuối cùng cũng gỡ xong cá kết quả là khoang chứa cá không đủ chỗ may mà mang thêm hai cái thùng không thì lại phải vứt bớt cá xuống biển rồi biết thế đừng bắt bay cá chuồn này một cân chỉ khoảng 10 tệ gần như chiếm hết khoang chứa cá của chúng ta sau đó chúng tôi lại đi thu những chiếc lồng bắt qua lên ôi nhiều qua quá còn có cả tôm hùm nữa năm cái lồng bên trong chật kín qua bờ khoang chứa tôm hùm đã đầy chỉ có thể tạm để trong lồng thôi nhưng ngay khi tôi sắp xếp mấy cái lồng đó một con qua kẹp vào tay tôi ngay lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên trời tuyết lý cũng giật mình anh tiểu dũng anh không sao chứ không sao không sao chúng ta mau về cảng thôi ừ dùng tôm hùng cơ giới để câu cá thu hoạch đầy ấp bắt được cả một thuyền cá sau đó chúng tôi quay về cảng để bán cá nhưng ngay khi chúng tôi trên đường về trường một nhóm khách du lịch đã chặn tôi lại ông chủ bà chủ ơi mấy món hải sản này có bán không vậy bán chứ sao lại không bán được sau đó những vị khách này trở nên phấn khích tranh nhau hỏi giá cả xét cho cùng hải sản tươi ngon ai mà không muốn chứ không cưỡng lại được sự nhiệt tình của khách. Tôi và Tuyết Lý quyết định bán luôn tại bến cảng. Cứ như vậy, hai thùng hải sản lớn. Trong khoảng một tiếng đồng hồ đã bị nhóm khách này tranh nhau mua sạch. Mà cảnh tượng này, tình cờ bị nhóm người già ở quê nhà nhìn thấy. Tiểu Dũng, hôm nay thu hoạch khá đấy. Bán được bao nhiêu tiền rồi? Ông già cười giả tạo đầy mặt. Hừ, Tuyết Lý trực tiếp lừa một cái. Quay mặt đi. Ông già này lần trước còn nói xấu cô ấy. Không nhiều đâu, chỉ hơn 3.000 tệ thôi. Ôi trời, thế mà không nhiều à? Cậu bắt ở đâu vậy? Ở biển chứ còn ở đâu nữa? Tiểu Dũng à, có chỗ nào tốt thì nói cho bọn chú một tiếng nhé, như thế một mình cậu cũng bắt không hết đâu. Đừng để mấy tên dân địa phương hưởng lợi, tôi không để ai hưởng lợi cả. Mấy con cá đó đâu phải của nhà tôi, ai bắt được là bản lĩnh của người đó." Tôi nói với vẻ mặt khinh thường. "Ông mau đi đi. Anh Tiểu Dũng còn phải về nghỉ ngơi nữa. Sau đó chúng tôi không thèm để ý tới ông ta nữa. Lái xe ba bánh rời đi. Thằng nhóc này phát rồi, ngay cả người nhà cũng không nhận ra, cái thứ gì đây? Ôi, lấy vợ là quên mẹ." Người ta giờ tìm được đối tượng rồi, làm sao còn nghĩ tới bọn già chúng ta ở quê nữa chứ. Thôi nhanh về nhà ăn cơm đi. Người ta nói cũng đúng mà, cá ở ngoài biển kia kìa. Tự mình không có bản lĩnh bắt thì đừng trách người khác. Ha ha lão Tam, hôm nay anh may mắn bán được nhiều đấy. Đương nhiên đừng nói chuyện không đau lưng rồi. Thì sao nào, chẳng lẽ không cho tôi may mắn sao? Tôi không muốn nói chuyện với anh. Cứ như ai cũng muốn nói chuyện với anh không bằng. Rời khỏi bến cảng, tôi và Thiết Lý về nhà nghỉ ngơi, lúc ngủ dậy thì đã là buổi chiều tuyết lý lấy hải sản chưa bán hết nấu một nồi lầu thập cẩm cô ấy biết tôi thích ăn mấy thứ này anh tiểu dũng em nghĩ chúng ta nên đổi xe rồi trùng hợp thật anh cũng có ý này dùng xe ba bánh đó nhiều lúc bất tiện lắm nhưng xe dùng để bán cá chắc chắn không thể mua quá tốt được đúng vậy hay là mua xe cũ nhỉ chỉ mấy nghìn tệ thôi thôi đừng lỡ mua phải xe không tốt cứ ba ngày hai bữa hỏng tiền sửa xe đủ mua thêm một chiếc nữa rồi cũng phải vậy thì mua xe mới hôm sau chúng tôi đến chỗ bán xe sau một hồi mặc cả mua một chiếc xe tải nhỏ giá 42.000 tệ. Sau khi làm xong mọi thủ tục, chúng tôi vui vẻ lái xe về trường. Vừa về đến trường, chuyện tôi mua xe lại bị truyền ra ngoài. Tôi chỉ nhắc qua loa với trang hóa trạng thôi mà. Không ngờ tên này lại không giữ mồm giữ miệng. Tiểu Dũng giỏi thật đấy, mới năm nhất đã kiếm tiền mua xe rồi. Mua xe gì vậy? Mua một chiếc. Ha ha, hóa ra mua xe tải nhỏ. Cái xe đó mà lại ra ngoài được à? Trần Lương Kiệt lâu rồi không khoe mẽ lại ra vẻ ta đây. Vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ vì mới mua xe. Bị hắn nói câu đó một cái, lập tức không còn nữa. Xe tải nhỏ thì sao chứ? Tôi thích mua cái này đấy thì sao? <laughs> ha ha, xe 4 năm vạn cũng gọi là <laughs> xe à. Ôi Trần đại đội trưởng giọng điệu lớn thế. 4 năm vạn coi như không à. Vậy anh mua một chiếc cho tôi xem nào. Một câu nói khiến đối phương không còn lời nào để nói. Nhìn bộ dạng Trần Lương Kiệt ăn của đắng, tôi chỉ có một chữ, sướng. Sau khi mua xe mới, tôi lại đi mua 20 con gà con, 20 con vịt con, 20 con ngỗng con và một bao thức ăn gia súc, chuẩn bị làm lại nghề chăn nuôi của mình. Anh bạn, anh đang chơi nghệ thuật hành vi à? Đeo đồng hồ lái cái xe này, tôi nhìn kỹ một chút. Hóa ra là một anh chàng lái xe sang, mắt dán chặt vào đồng hồ của tôi. Haha, ha, tôi làm nghề chăn nuôi, nên chiếc xe này chính là trang bị tiêu chuẩn của tôi. Anh chàng lái xe sang vẻ mặt ngơ ngác, sau đó lái xe đi mất. Sau khi ở nhà một tuần, chúng tôi lại khởi hành ra khơi, đánh bắt gần bờ và nuôi trồng chỉ là chuyện vặt. Đánh bắt xa bờ mới là cách chính để tôi kiếm tiền. Hàng trăm con chim biển ở cách con tàu không xa Thỉnh thoảng lại lao súng nước bắt những con cá chuồn Cảnh tượng thật là hoành tráng Nói đến cá chuồn này Lần trước xích nữa khiến tôi ăn một củ lớn Sau khi đi được một đoạn đường Tôi liền để Tuyết Lý đi nghỉ Tôi tiếp tục lái tàu Trước đó tôi đã dùng thời gian nghỉ ngơi giải rác để thi bằng lái Anh Tiểu Dũng Lái mệt thì gọi em trong bộ đàm nhé Ừ mau đi ngủ đi 8 giờ tối Tàu Hoàng Kim kỳ ngư đến tuyến đường đã định Đúng lúc tôi chuẩn bị dừng tàu Vô tuyến truyền đến tiếng kêu cứu khẩn cấp. Xung quanh có tàu nào không? Cứu chúng tôi với. Tàu của tôi sắp chìm rồi. Xin chào, đây là tàu Hoàng Kim Kỳ Ngư. Báo tọa độ của các anh đi. 19835, cảm ơn trời đất. Chúng tôi cuối cùng cũng được cứu rồi. Vậy các anh cố gắng thêm chút nữa. Tôi lập tức tới ngay. Tân thuyền trưởng. Ở đây tôi cũng không biết có bao nhiêu đá ngầm. Anh tới phải cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Sau đó tôi ném con tôm hùm xuống biển. Rồi một tay lái tàu. Một tay điều khiển thông qua tầm nhìn của con tôm hưu, tôi tránh những đá ngầm đó đến gần con tàu đắm rồi dùng xuồng cao su cứu được mấy người tân thuyền trưởng thật sự rất cảm ơn anh nếu không có anh ba người chúng tôi đã tiêu rồi hai người kia cũng liên tục phụ họa không có gì đều là kiếm sống trên biển tôi tin ai gặp cũng sẽ giúp một tay trò chuyện với ba người họ mới biết họ là ngư dân đánh cá người đại dương từ nơi khác chuyển tới người họ trương này là thuyền trưởng hai người kia là thủy thủ vì lần đầu tới vùng biển này đánh cá không chú ý nên vô tình đâm phải đá ngầm dưới biển vì là ban đêm chỉ có thể đợi ngày hôm sau tàu tuần tra được gọi tới mời đón ba người đi vì thế tạm thời họ chỉ có thể ở trên tàu cái gọi là lòng người cách nhau một lớp ra trên tàu dù sao cũng có tuyết lý nên tôi bảo cô ấy khóa chặt cửa phòng ngủ đừng ra ngoài còn tôi thì tìm cái cớ mời ba người lên bông tàu câu cá đêm tránh để họ nghĩ lung tung cứ thế một đêm trôi qua sáng sớm tàu tuần tra tới đón ba người đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm mấy người họ đi rồi tôi dùng bộ đàm nói với tiết lý tiết lý mới ra rửa mặt ăn sáng nhưng khi cô ấy tới gọi tôi đi câu cá tôi đã ngủ say rồi tiết lý không nợ đánh thức tôi nên quyết định tự đi cầu trước ôi trên tàu lại không có máy do cá không biết anh tiểu dũng tìm cá kiểu gì nhỉ tiết lý vừa lầm bầm vừa thả mồi năm phút sau khi mồi được thả xuống đột nhiên một tiếng vút cần câu mạnh mẽ chìm xuống Tiết Lý vội vàng tiến lên nắm lấy cần câu, rất nhanh khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi tự câu đấy. Hy vọng là một con cá ngừ to. Câu cá ngừ khó nhất là giai đoạn đầu phải dùng hết sức. Đừng để nó có cơ hội bùng nổ. Tuy Tiết Lý chưa từng câu một mình, nhưng cô ấy mỗi ngày nhìn tôi câu, cũng học được không ít. Kéo cô qua, qua lại với đối phương. Khoảng nửa tiếng sau, con cá đó bị Tiết Lý kéo lên mặt nước. Cái gì vậy? Con cá nhỏ này còn làm cô nương ta bận rộn nửa ngày. Thật tức giận. Con cá ngừ vây xanh đó của thật không lớn. Chỉ dài khoảng 1 mét 5 Sau khi kéo đối phương tới mạn tàu, tiết lý khóa cần câu lên lan can tàu. Sau đó cầm súng cả bàn cá lên. Tiếp theo khởi động cần cẩu, treo con cá ngừ này lên bông tàu. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Ha 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 cuối cùng cũng treo được người lên. Ha ha không biết anh Tiểu Dũng tỉnh dậy nhìn thấy. Sẽ là biểu cảm gì nhỉ? Tuyết Lý vừa nghĩ, vừa chụp cho mình và con cá ngừ vây xanh này. Rất nhiều ảnh chung. Sau đó tiết lý cho cá ngừ xuống, rồi dùng xe đầy đưa vào khoang đá. Tuy là hơi nhỏ, nhưng mập thế này chắc chắn bán được 20.000 tệ. Không đúng, phải là 30.000 tệ mới đúng hi hi hi. Nhưng khi tiết lý lại quay về bong tàu, chuẩn bị tiếp tục câu cá. Đột nhiên đầu choáng váng, ngồi phịch xuống đất. Một lúc lâu mới hoàn hồn, chẳng lẽ vừa nãy dùng sức quá mạnh sao? Xem ra phải nghỉ ngơi một chút rồi. Sau đó tiết lý ngủ nửa tiếng. Tiếp tục dậy câu cá, Lần này vừa thả câu chưa đến 10 phút Cần câu đã cong xuống Cô áp dụng cách thức lúc trước Lại một con cá ngừ vây xanh nữa được câu lên Hoa <laughs> hoang Thế này thì danh hiệu thuyền trưởng tuyết Lý xứng đáng rồi nhỉ Đợi thủy thủ tân tiểu dũng tỉnh dậy Thì bảo cậu ta lao bong tàu giật quần ảo nấu cơm ha 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 Nhưng tuyết lý cười một lúc Đầu lại bắt đầu choáng váng Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều Tôi theo bản năng hét to tên tuyết lý Có lẽ tối qua căng thẳng quá độ Sợ cô ấy xảy ra chuyện Anh tiểu dũng Em ở đây nè. Anh la lớn vậy làm gì? Tuyết Lý nói rồi bước vào. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô ấy. Tôi giật mình. Em sao vậy? Không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là ổn mà. Anh lại đây. Em cho anh xem thứ này. Cái này là do một cô gái yếu đuối như em câu được sao? Đúng rồi. Nói xong Tuyết Lý lạo đào ngã xuống. Tuyết Lý, em sao vậy? Đừng làm anh sợ. Em không sao. Có lẽ do câu cá mệt quá thôi. Em còn nói không sao à? Cả người nóng như vậy. Như cái lò lửa ấy. Chắc chắn là sốt cao rồi em mau về nằm nghỉ đi anh đưa em đi bệnh viện thôi đi bệnh viện làm gì em đã uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi lần này ra ngoài còn chưa câu cá đàng hoàng nữa Tiết lý nói xong liền đi về phòng ngủ thấy cô ấy như vậy tôi cũng đành chịu chỉ có thể đợi cô ấy nghỉ ngơi một lúc rồi sau tính. đó tôi ra bong tàu thả tôm hùm nhỏ xuống biển bởi vì Tiết lý nói dưới này có lẽ còn nhiều cá ngừ vây xanh nhưng tôm hùm nhỏ tuần tra một vòng dưới nước hoàn toàn không thấy cá ngừ vây xanh đâu ngược lại lại phát hiện một con tôm hùm lớn tôi quăng cần câu móc mồi chính xác rất nhanh đã câu được con tôm hùm lớn này lên sau đó làm con tôm hùm lớn này thành cháo hải sản bưng đến cho tiết lý cái này ngon không ngon anh dùng tôm hùm gì vậy ha <laughs> ha <laughs> 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 một con tôm hùm gai nặng 2-3 cân ôi con đó chẳng phải mấy trăm tệ sao sao anh lại phung phí như thế tiết lý bịu môi nói tiền dù có quan trọng cũng không bằng người chỉ cần ăn và khiến em đỡ hơn là được tiết lý ăn cháo hải sản xong sắc mặt nhìn có vẻ tốt hơn trước một chút vậy không được đi 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 Chúng ta nhanh đi câu cá Kiếm lại số tiền này Nhưng vừa đứng dậy Cả người Tuyết lý mềm nhũn Hoàn toàn không đứng vững Này, em đừng Chẳng qua chỉ kiếm ít tiền hai ngày thôi mà Chúng ta tĩnh dưỡng thân thể rồi hãy kiếm tiền cũng không muộn Vậy cũng được Ăn cơm xong Tôi lại tiếp tục quay lại bong tàu tìm cá nhưng trong biển của thực không còn cá ngừ vây xanh nữa cũng không biết vận may của tuyết lý sao tốt vậy có lẽ chỉ có hai con cá ngừ vây xanh duy nhất đều bị câu lên rồi nhưng tôm hùm nhỏ tuần tra một vòng lại phát hiện một đàn tôm hùm xanh kích cỡ đều rất lớn Cơ bản đều nặng 4-5 cân Ôi, một con lớn như vậy chẳng phải bán 6 trăm sao Nhưng những con tôm hùm này đều trốn trong kẽ đá Cho nên chỉ có thể dùng tôm hùm nhỏ đưa mồi câu đến miệng hang Thấy chú em màu đỏ này mang đồ ăn ngoài đến cho mình Tôm hùm xanh hơi hung hăng Tôi có gọi đồ ăn ngoài đâu Nhưng người ta đã mang tận cửa rồi Không ăn chẳng phải là không biết trân trọng sao Sau khi do dự một hồi Tôm hùm xanh cắn một miếng lớn Nhưng nhai hai cái thì phát hiện không ổn Tôm hùm xanh điên cuồng lùi về sau Dây câu bị nó kéo vào trong kệ đá Như vậy tôi không thể kéo mạnh được tuy sợi dây này cũng chỉ mới mấy tệ nhưng vấn đề là tôi không muốn để con tôm hùm này chạy mất đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng điều khiển tôm hùm nhỏ bỏ vào khe đá nơi tôm hùm xanh trốn chuẩn bị đẩy tôm hùm xanh ra ngoài Quả nhiên tôm hùm xanh mắc mưu tưởng tôm hùm nhỏ muốn tranh địa bàn với nó tức giận đuổi tôm hùm nhỏ ra ngoài mà nó cũng không biết từ lúc nào đã bỏ ra khỏi khe đá tôi vội vàng nhân cơ hội này thu dây kéo đối phương lên hi hi tên tham ăn này tưởng ta không đối phó được ngươi sao cứ như vậy tôi dùng cách tương tự Cô được 12 con tôm hùm xanh to gần như nhau. Tôi vui vẻ cầm một con đến phòng ngủ. Tiết Lý, em xem con tôm hùm này to không? Tối nay sẽ dùng nó nấu cháo cho em ăn. Ôi, to vậy, mau cất đi, mang về bán. Không được, tối nay phải nấu cháo cho em ăn. Anh ngốc à, con tôm hùm này em thấy cũng phải 6-700 tệ rồi. Em điên mới ăn nó. Sau đó Tiết Lý nắm tay tôi. Nói gì cũng không cho tôi làm nó thành cháo hải sản. Đi, Em muốn tận mắt thấy anh bỏ nó vào bể nước Không phải, vậy tối em ăn gì đây? Ôi dào, em đâu phải tiểu thư khuê các Không có tôm hùm thì không ăn cơm được à Với lại từ khi nào anh lại trở nên kiểu cách vậy Cuối cùng thì nghe lời tuyết lý chỉ đành bỏ tôm hùm vào bể nước Tất nhiên cũng không thể Để cô ấy đói Nên tôi dùng thịt cá nấu cho cậu ấy một bát cháo Ăn cháo xong Tuyết lý lại nằm nghỉ Tuy sắc mặt đối phương đã tốt hơn nhiều, nhưng tôi không dám đùa giỡn với sức khỏe của cô ấy. Dù sao sốt cũng là bệnh không thể xem thường. Vì vậy tôi quyết định xuất phát nửa đêm, về đến nhà vừa đúng dịp cuối tuần. Sáng sớm vẫn có thể để cô ấy ngủ thêm một ngày. Dùng tôm hùm máy để bắt cá, thu hoạch 4 năm cân tôm hùm xanh. Cứ thế bắt liên tục được 12 con tôm hùm to như vậy. 8 giờ sáng hôm sau, tàu Hoàng Kim kỳ ngư vào cảng. Lão quan đã được tôi báo trước. À, ông chủ Tân, sao lần này chỉ có hai con cá vậy? Sau đó tôi giải thích cho ông ấy một chút. Lão quan liền hiểu ra Thôi được, hai con thì hai con vậy Lần trước anh bắt còn hàng tồn Có thể bù đắp được Cuối cùng hai con cá ngừ vây xanh Qua đánh giá của lão quan Một con 23.000 tệ Một con 25.000 tệ Tổng cộng là 48.000 tệ Vẫn theo quy định cũ Thanh toán bằng tiền mặt Đang ở trên bến cảng Mấy ông bác bán hàng rong đều ngẩn người ra Sao thằng nhóc này kiếm tiền giỏi thế Lần trước hai ngày được 100.000 tệ Lần này một ngày được 48.000 tệ Tuy nhiên điều khiến họ kinh ngạc còn ở phía sau Khi tôi đưa 12 con tôm hùm xuống tàu Đám người này đều vây quanh Trời ơi, tôm hùm to thế này cơ à Ước chừng chỉ riêng mấy con tôm hùm này Đã nhiều hơn cả tuần bán cá của bọn tôi rồi Tiểu Dũng, mấy con này cậu bắt ở đâu thế Dân làng ai cũng biết tôi với ông cụ không ưa nhau Nên có một người dân hỏi thẳng luôn Tất nhiên là ở ngoài khơi rồi Ở đó thật sự kiếm được nhiều tiền vậy sao Kiếm được hay không tôi không nói Kéo lỡ các ông lỗ lại đổ tại tôi Hừ, tôi biết tính các ông mà Nếu tôi bảo kiếm được tiền Các ông đi mà không kiếm được Lại còn chửi cả nhà tôi nữa chứ Nói chuyện phiếm với dân làng vài câu Tôi và Tiết Lý về nhà Hay là tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé Thôi khỏi, em thấy đỡ nhiều rồi Anh cứ đi làm đi Ừ, vậy anh đi bán tôm hùm đây Nếu em thấy không khỏe thì gọi ngay cho anh nhé Được rồi, sau đó tôi đến cổng trường bày hàng Giỏi lắm Tiểu Dũng Tôm hùm to thế này cơ à Cho tôi hai con, dù sao hàng tốt không lời ấy chỉ một lúc sau, hơn chục con tôm hùm của tôi đã bán sạch Tổng thu nhập 6.350 tệ Đúng lúc tôi chuẩn bị về nhà Một đoàn người gõ chồng đi về phía tôi Ba người ở giữa còn cầm cờ lộng. Trên đó viết hy sinh cứu người, công hiến vô tư các kiểu. Thuyền trưởng Tân, bọn tôi tìm anh vất vả quá. Ơn cứu mạng của thuyền trưởng Tân, chúng tôi không bao giờ quên. Ba người này chính là mấy ngư dân tôi cứu trước đó khi đâm phải đá ngầm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Nhìn các anh khách xảo quá, tôi nhận lấy cờ của họ. Cẩn thận đặt vào trong xe, sau đó thuyền trưởng Trương lại đưa cho tôi một phong bì đỏ to. Thuyền trưởng Tân, đây là chút tấm lòng của ba nhà chúng tôi. Đừng chê ít, Tôi không thể nhận cái này. Tôi cứu các anh đâu phải vì tiền. Tôi biết, nhưng ông chủ tân mà không nhận. Chúng tôi sẽ ai này lắm. Trước sự khẩn khoản của thuyền trưởng Trương. Tôi đành miễn cưỡng nhận lấy. Vậy tôi xin nhận cho đủ lễ vậy. À đúng rồi, thuyền trưởng trương. Trương. chuyện như lần này. Sau này anh còn đi câu cá ngừ nữa không? Tất nhiên là phải đi rồi. Tuy tàu bị chìm, nhưng có thể thuê một chiếc. Anh không sợ sao? Sợ chứ, đến giờ vẫn còn sợ. Hôm nào về là mơ ác mộng cả đêm. Vậy sao anh còn đi? Nói thật, mấy hôm nay gia đình cũng khuyên tôi. Kể cả bản thân tôi, cũng nghĩ là hay là cứ thả lưới ở gần bờ thôi. Họ quay lại nghề mộc cũ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc từng tung hoành ngoài biển lớn, và những trận chiến ác liệt với cá lớn, rồi nghĩ đến cuộc sống sau khi đổi nghề, mới nhận ra mình đã không thể làm gì khác được nữa. Nghe thuyền trưởng Trương nói vậy, tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ đây chính là cái gọi là niềm kiêu hãnh của ngư dân. Về đến nhà, tôi chia đôi 3.000 tệ tiền thuyền trưởng Trương cho đưa cho tiết lý một nửa không ngờ ba người đó cũng khá biết ơn đấy ừ chỉ riêng cái màn gõ chống khua trên đó cũng tốn mấy nghìn tệ rồi thứ hai về trường học vừa vào lớp lại bị các bạn vây quanh tiểu dũng cậu giỏi thế còn có người tặng cờ cơ đấy trang hóa trạng nói với vẻ ghen tị tin tức truyền nhanh thế cậu cũng biết rồi à thì cậu quên là lớp mình có mấy bạn cũng bán hàng ở cổng trường à lúc nào cũng nắm được tin tức mới nhất về cậu lúc này thầy mã cũng bước lên tiểu dũng em đúng là niềm tự hào của lớp Vừa chăm chỉ làm thêm vừa dũng cảm giúp người Đây đã là lần thứ mấy rồi Sau đó thầy mã khen ngợi một hồi Làm tôi ngượng chính cả mặt Trong vài ngày tới Tôi và Tuyết Lý tranh thủ buổi sáng không có lớp để đi đánh cá Người khác một ngày thả lưới hai lần Cũng không bằng một lần của tôi Đặc biệt là người cùng quê Rất ngạc nhiên Lần này có người không ngồi yên được rồi Khánh Mộc và Tiểu Dương trực tiếp theo sau tôi Anh Tiểu Dũng Chúng ta làm sao đây Không quan tâm họ theo thì cứ theo thôi Chỉ cần không đụng vào lưới của tôi là được Để họ kiếm chút cũng không sao Dù sao cũng chỉ là cá lọt lưới Khánh Mộc và Tiểu Dương cũng rất cố gắng Để theo tôi ra biển đánh cá 3 giờ sáng đã dậy canh chừng Liên tục một tuần mới bắt được tôi Hử để họ dẫn Họ không dẫn cũng không sao Chúng ta tự theo Biển rộng như vậy Tôi không tin cá đều bị Tân Tiểu Dũng bắt hết Chú Khánh Mộc Họ thả lưới rồi Ừ Qua chào hỏi một chút Mọi người thả lưới bên cạnh họ Sau đó Khánh Mộc và Tiểu Dương lái thuyền đến bên cạnh tôi Tiểu Dũng thả lưới à Đúng rồi, các anh đừng lại gần quá Tôi nói với vẻ khó chịu Hừ, nhìn cái bộ dạng đó Có gì mà kiêu ngạo chứ Khánh Mục bị tôi lạnh nhạt Đương nhiên cũng rất bực bội Sau đó bảo Tiểu Dương thả lưới Cách lưới của tôi khoảng 10 mét Khoảng cách này trên biển là rất gần Nếu là ngư dân khác Có thể đã đánh nhau rồi Nhưng tôi không để ý họ Loại người này tranh luận chỉ tốn thời gian Dù sao tôi và Tiết Lý thả lưới sau Còn phải về đi học nữa Bây giờ tài nguyên trong biển nội địa thực sự không còn tốt tôi chỉ tìm được hai đàn cá gần đây thả hai lưới rồi dừng thuyền đi xa hơn nữa tôi lo những lưới này sẽ bị khánh mộc và tiểu dương trộm mất trước đây họ đã trộm nương trộm cá cũng không phải chuyện lạ lúc này khánh mộc và tiểu dương cũng theo đến thấy tôi dừng thuyền cũng dừng lại tiểu dũng sao không thả lưới nữa cậu không vậy? phải còn hai lưới nữa sao kiếm nhiều tiền quá không tiêu hết được đây là nói chuyện sao khi hì cậu không tiêu hết tôi tiêu hết được mà còn chỗ nào có cá nữa không cậu chỉ cho tôi thêm đi Khánh Mục bây giờ mới thấy tai của tôi. Vừa thả lưới xuống. Anh ta đã thấy có vài chỗ động đậy. Nên bây giờ mặt dày nhờ tôi chỉ chỗ nữa. Từ đây đi về phía đông 20 hải lý. Ở đó có cá lớn, đậu xanh. Thằng nhóc này cố tình chọc chúng ta. 20 hải lý là đi đến đâu? Sao cậu không bảo chúng tôi đi Thái Bình Dương luôn đi? Thái Bình Dương cũng được. Đúng không thiết lý thư? Ở đó cá nhiều lắm. Bị chúng tôi chặn họng một cái. Tiểu Dương tức đỏ cả mặt. Xí chút nữa thì tức chít. Được rồi Tiểu Dương, chúng ta quay lại thả lưới lần nữa. Khánh Mộc vội vàng lái thuyền quay lại. Tân Tiểu Dũng là hạng người gì? Khánh Mộc làm sao không biết chứ? Với Tiểu Dương thế này, dù là đấu văn hay võ đều không thắng nổi người ta. Nói về mưu mẹo, vẫn phải lão hồ ly này ra tay. Vừa rồi tôi chưa họ. Tuy bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng rất bực bội. Tiểu Dương, đừng giận nữa, thả lưới đi. Tiểu Dương bực tức thả lưới xuống. Nhưng thả một lúc thì, Tiểu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ. Đây chẳng phải là kẹp lưới của Tân Tiểu Dũng vào giữa sao? Chú Khánh Mộc, thả lưới kiểu này, Tân Tiểu Dũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức chứ? Ha ha. Lưới hai bên của tôi đều cách xa 10 mét. Cậu ta quản được à? Cũng đúng, đâu có thả chúng lưới cậu ta. Lần trước đến lúc kéo lưới, tôi nhìn thấy cảnh này thì sững sờ. Không ngờ đối phương lại vô liêm sỉ như vậy. Khánh Mộc ý anh là sao? Sao vậy? Tôi có đụng vào lưới anh đâu? Đâu phải vẫn cách xa lắm mà. Đúng đấy, biển này chỉ có mình anh thả không cho thôi. người khác thả à? Điều luật nào quy định không được làm vậy? Tiểu Dương, nói với họ làm gì? Chúng ta kéo lưới thôi. Sau đó hai người tự kéo lưới của mình. Lưới vừa kéo lên. Cá dính trên lưới khiến hai người gieo hò. Nhiều cá thế này. Ha 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 phát tài rồi. Còn có tôm hùm nữa. Trời ơi. Hai người các anh sao lại thế này? Sao vô liêm sỉ vậy? Tuyết lý quát mắng. Tuy nhiên, Khánh Mộc và Tiểu Dương vẫn đang chìm đắm trong niềm vui bội thu. Không thèm để ý lời tuyết lý. Đi, chúng ta cũng kéo lưới. Sắp phải lên lớp rồi. Chúng tôi kéo lưới lên. Sản lượng một lưới còn chưa đến một nửa dự kiến không sao đâu tiểu dũng dù sao cậu kiếm tiền nhiều không tiêu hết mặt ha 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 bị khánh mộc lấy lời nói chọc tức tôi tức đến mức rằng sắp nghiến nát biến nhanh đi tiền kiếm được coi như chúng tôi thường cho các anh ha ha con bé này tính khí cũng không nhỏ miệng lời nói cho sạch sẽ chút nếu không đừng trách tôi không khách sáo đến đi tôi xem anh không khách sáo kiểu gì tôi gầm lên hung dữ khánh mộc và tiểu dương thấy tôi nổi giận không dám nói thêm lẩm bẩm vài câu thần kinh rồi tiếp tục kéo lưới chẳng mấy chốc bên đó lại vang lên tiếng cười lớn của họ anh Tiểu Dũng, đừng giận nữa. Coi như thưởng cho họ đi. Lần sau đừng để họ theo chúng ta nữa. Ừ. Thu này không trả không phải quân tử. Các người cứ đợi đấy. Gơ cá xong, tôi và Tiết Lý lái thuyền về cảng. Lần này chỉ được một thùng cá nhỏ. Còn chưa đến 10 cân. Ha ha, hôm nay không được rồi. Tân Tiểu Dũng, sao chỉ được có chút vậy? Anh của cậu bắt được hơn 20 cân rồi kìa. Tôi ra biển đánh cá, bị người ta bám theo cướp cá, dẫn đến thu hoạch thê thảm. Đối mặt với sự mỉa mai lạnh lùng của ông già, tôi ra. không thèm để ý đến đối phương. Xanh cá rồi bỏ đi. Mấy ngày nay tôi toàn bán cá ở bến cảng, mà lão Mã cũng đang thu mua ở đây. Thấy tôi hôm nay không thu hoạch được gì cũng bản tán. Trước đây ông ta muốn mua cá còn phải xem sắc mặt của tôi. Bây giờ người bán cá ở bến cảng đông rồi, giá cả của những ngư dân khác cũng tương tự tôi, nên cũng không cần phải định nọt tôi nữa. Lúc này Khánh Mộc và Tiểu Dương quay lại. Mỗi người xách hai thùng cá, lão mã vừa nhìn, cười hề hề đi tới. Ô hôm nay bắt được nhiều cá vực thế này. Anh trai, tôi cần nhiều lắm. Có thể bán rẻ hơn chút được không? Thằng nhóc này ngày nào cũng mua nhiều cá ở bến thế chắc chắn là mở nhà hàng lớn vậy mà còn keo kiệt thế xin lỗi nhé người anh em tôi làm ăn nhỏ lẻ thôi rẻ hơn nữa là lỗ đấy chỉ là mấy đồng tiền xăng thôi mà lỗ được bao nhiêu chứ cuối cùng hai người mặc cả nửa ngày giảm giá được một xu khánh Mục hôm nay đánh bắt trùng lớn tôi thấy các anh vừa rồi bán được hơn năm hai nghìn tệ đấy nhỉ người bán hàng bên cạnh nói với giọng chua chát ha, ha hôm nay may mắn đấy khánh Mục hiểu rõ đạo lý im lặng phát tài đặc biệt dặn dò tiểu dương đừng nói ra chuyện bị theo dõi anh hôm nay giỏi quá nhỉ tân tiểu dũng mới bắt được có chút ít ha 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 khánh triều đi ngang qua nói thật à anh ta không phải rất giỏi sao sao hôm nay lại không được nhỉ anh tìm được chỗ nào tốt không dẫn em đi phát tài cùng đi họ đều là anh em với nhau nhưng anh em thì sao chứ để khánh mục chia sẻ chỗ phát tài là không thể nào ha ha tôi có chỗ nào tốt đâu hôm nay thuần túy là tình cờ thôi ồ vậy à được rồi khánh triều dẫn mộng linh đến một bên hôm nay ngủ sớm chút mai dậy sớm chút lén lút theo sau khánh mộng vâng ba khánh mục đại không bà. phải nói là gặp may sao theo ông ấy có ích gì chứ ha ha nói gì chứ con vẫn còn trẻ sáng mai sẽ biết thôi một bên khác tôi và tuyết lý cũng bán hết cá rồi bán được hai trăm tệ đánh bắt cá lâu như vậy chưa bao giờ thấp đến thế từ trường học tan học về nhà tôi càng nghĩ càng tức đúng rồi tuyết lý mai em đừng dậy sớm nữa anh đi một chuyến rồi về đón em ừ không đi bắt cá nữa à mai nghỉ ngơi một ngày sau khi đuổi khéo tuyết lý đi ngày hôm sau tôi một mình lái thuyền ra biển không nghi ngờ gì nữa, khánh mộc và tiểu dương tiếp tục đi theo, mà phía sau họ còn có một chiếc thuyền đi theo, là khánh triều và mộng linh. hóa ra hôm qua khánh mộc và tiểu dương là cướp cá của tân tiểu dũng à? nếu khánh mộc có thể cướp, vậy tôi cướp một chút cũng không sao. ba, cướp cá của người ta như vậy không tốt đâu. kiếm tiền mà con còn để ý cái đó, với lại ba cũng đâu có cướp từ tay anh ta. tuy mộng linh hơi ngại việc theo dõi tôi, nhưng cậu ấy cũng chỉ có thể nghe. còn lời phía ba tôi, mình, sau khi chạy một đoạn thì dừng thuyền lại, khánh mộc và những người phía sau tường tôi sắc thả lưới. Vội vàng cũng dừng lại, hôm nay anh ta một mình thả lưới chậm. Coi chừng xem anh ta thả lưới hướng nào. Chúng ta cứ làm như lần trước. Biết rồi, nhưng tôi không hề thả lưới. Mà lại đổ một thùng dầu vào máy. Rồi tiếp tục lái thuyền. Còn đi nữa a." À, Khánh Mộc mặt đầy bất lực, đành phải đuổi theo. Khánh Triều cũng vậy. "Hừ. Cũng khá kiên trì đấy. Đã chạy nửa tiếng rồi. Còn đuổi theo thì cứ dạo cho thoải mái, lại chạy thêm một tiếng nữa." Tôi dừng thuyền lại. Chạy lâu thế này rồi, lần này chắc phải thả lưới chứ nhỉ?" Đậu xanh, Khánh Mộc thúc. Anh ta đang tự sướng kia, chỉ thấy Khánh Mộc trọn tròn mắt, nhìn tôi từ xa, đang cầm điện thoại chụp ảnh với Bình Minh tuyệt đẹp. Hóa ra chạy hơn một tiếng đồng hồ chỉ để tới đây tự sướng. Tân Tiểu Dũng đang làm trò gì vậy? Giờ sao đây? Còn đuổi theo không? Không đuổi theo thì hơn một tiếng trước chạy uổng công à? Mau đuổi theo đi! Khánh triều nhận ra tình hình bất thường, biết tôi đang trả thù Khánh Mộc, trực tiếp quay đầu thuyền, chạy về nơi mà trước đây anh ta hằng mơ ước, nhưng cũng lỡ mất hơn một tiếng đồng hồ đánh bắt. Lúc này những ngư dân khác đã về bến bán cá rồi thấy không cần phải tranh cà với tôi nữa mộng linh thở phào nhẹ nhõm mục đại bá không nhìn ra tân tiểu dũng đang trả thù ông ấy à sao còn đuổi theo ha ha mắt đỏ rồi đấy đuổi theo lâu thế chưa kể lãng phí thời gian chỉ riêng xăng dầu cũng tốn không ít bây giờ bỏ cuộc thì chẳng phải là thua lỗ xung sao vậy tiếp tục đuổi theo chẳng phải thua lỗ nhiều hơn à nên mới bảo là mắt đỏ đó hôm qua theo tân tiểu dũng kiếm được nhiều thế hôm nay nếu không tiếp tục đuổi theo thì coi như mất trắng năm hai nghìn tệ ông ta có can tâm không chứ phía bên kia tôi cũng chơi đủ rồi chủ yếu là phải đi học sau đó tôi liền quay đầu về. Tên Tân Tiểu Dũng này bị làm sao vậy? Chạy một vòng thế này rồi lại quay về. Khánh Mục Thúc, anh ấy không phải đang trêu chọc chúng ta đấy chứ? Rảnh rỗi không có việc gì làm. Có là. tiền không kiếm. Sáng sớm chạy ra biển đi dạo một vòng. Chỉ riêng tiền xăng cũng đã bổ năm chục tệ rồi. Nói đến đây, Khánh Mục hơi đau lòng. Nhưng anh ta vẫn hy vọng. Hy vọng tôi sớm thả lưới. Để anh ta bù đắp lại tổn thất. Dừng rồi. Dừng sao rồi? lại dừng. bên cạnh thì người ta rồi. Tôi cũng không ngờ lại gặp được Tiểu Bắc. Thế là dừng thuyền tán gỗ với đối phương. Anh Tiểu Dũng, anh đã thả lưới xong quay về rồi à? Chắc thu hoạch được nhiều lắm nhỉ? Hôm nay không kiếm được xu nào. Sau khi tán dốc vài câu, tôi lại chạy thẳng về bến cảng. Khánh Mộc và Tiểu Dương cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Đây chính là đang chiều người họ. Giờ sao đây Khánh Mộc thúc? Còn sao nữa? Cứ ở đây thả lưới thôi. Tiểu Dương né một đầu lưới gai xuống. Ra hiệu Khánh Mộc có thể đi được rồi. Khánh Mộc kéo cần ga, động cơ không nổ. Kéo lại vẫn không nổ. Sau đó một tiếng gầm giận dữ vang lên trời. Vì trên thuyền hết xăng rồi.